mình sẽ test thử cái bài bô xăng lửa dành cho Edge 135 năm số nha. Mình chạy vậy và dòng cho anh em tham khảo nha. Và bóc video. Quá đã. Xin chào anh em Exeter nha. Xe này là xe Edge 135 năm số 21 xuống áo 20 thì đang tiến hành là bảo dưỡng cái máy bên độ xe Việt Nam. Thì mình giới thiệu sơ qua cho anh em tham khảo cấu hình mình làm nha. Thì xe mình kiểm tra thì mình làm cho chủ xe là cái phần nồi nè, bình xăng, thay cho chủ xe lọc gió boe tăng tốc nha. Thay chủ xe là IC độ luôn. Thì mình tiến hành là thay dây côn, tay côn. Làm full cái nồi thái chủ xe thì cấu hình giới thiệu sơ qua về bộ nồi cho anh em tham khảo ha. Thì bố nồi của chủ xe sắt nồi bị mòn cháy rồi, sắt thì đi sắt lô thôi, sắt lô nữa ha. Đó, full sắt lô bố lô. Thì cấu hình này mình sẽ làm cái gói nhẹ tiền chủ xe, mình sẽ đi chủ xe là full là 5 lá bố nồi thái nè, bố là bản lớn mặt mình cho chủ xe luôn. Sắt là đi là full là 4 cái sắt mới ha, dinh thái cho chủ xe đó. Anh thấy là trước sau một phần trắng đẹp nha ha, bao đẹp cho anh em. Lò xo mình chơi là lò xo nồi đồ chơi chủ xe nha. Tại vì cái lò xo của chủ xe thì lò xo cho cứng ngắt à. Lò xo này không có độ đàn hồi giống vậy, lò xo mình bóp không nổi luôn. Đó. Rồi, cấu hình này thì mình sẽ lên xe chủ xe và bao cho anh em chạy là bao ngọt và nồi bóp cho anh em nha. Bóp cô là bao nhẹ. Rồi, xin chào anh em Edge 135. Rồi, xin chào anh em Exeter 135 năm số nha. Xe này xuống áo xanh GB của Edge 20 ha. Đây, thì đang tiến hành là đắp full cái nồi thái cho chủ xe đây. Đó, cấu hình thì mình thay full chủ xe là full bố nồi sắt nồi thái full bộ lò xo nồi đồ chơi luôn, chuẩn bị vô IC với lại cái boe tăng tốc nha. Đó, boe tăng tốc thì rồi boe tăng tốc thì vô xong rồi nha. Đó, xong xuôi rồi, rồi chúng mình sẽ là test xe và canh xăng chủ xe, tiến hành chỉnh nồi nha em ha. Thì em thấy là bố sắt nồi của chủ xe là bên kia là mình bỏ nha, mình không có xài ha, thay tay côn dây côn. Rồi, tiến hành chỉnh nồi mình chỉ cho anh em ha. Thì anh em gió, anh em ra tới phần điểm chết rồi anh em chẳng một phần tư dòng nha. Đó. Rồi về trục côn ti côn thì mình sẽ tiến hành chỉ cho anh em luôn ha. Anh này anh em chỉnh cho cánh buồm của trục côn với cánh buồm của cái lốc máy trùng nhau nha. Đó, hai này trùng nhau để anh em tiến hành chỉnh nồi nha. Đó. Còn chỉnh nồi thì mình đã chỉ cho anh em nãy ha. Rất là dễ dàng. Xin chào anh em TikToker nha. Đã hoàn xong cái bài là full bô xăng lửa với lại là làm full cái nồi thái chỗ chủ xe. Thì anh em thấy là bình xăng này là mình canh cho chủ xe là gan ti rất là nhịp nhàng ha. Đó, có ga có nhịp đàng hoàng chứ không phải là ga là hỗn ha. Nổ rất là tròn đều nha. Thì cái xe này là Edge 5 số xuống áo nha. Mình làm nồi chủ xe là bao êm cho anh em. Thì full cấu hình này thì mình đi là IC mở tua chủ xe, bình bông mai và cái boe tăng tốc nha. Đó, bô là mở cổ và móc nhẹ ha. Thì anh em mà muốn làm bài bô xăng lửa vậy làm phun cái nồi thái thì có thể qua độ xe Việt Nam mình tiến hành làm cho em đó. Thì mình làm cho anh em là cái máy là ga rất là nhuyễn đều cho anh em, ga không hụt nha, bao cho anh em là làm ga là lên là ngọt ngào ha. Sẵn đây mình sẽ lên cái ga cho anh em cảm nhận nè. Đồ ga là dê xe anh em được ha. Đó, ga rất là ngọt nha. Mở mát tua máy cho anh em luôn, không còn mình hãm tua nha. Đó, mở mát tua máy luôn. Thì cấu hình này là full bô xăng lửa nồi thái nha. Anh em mà muốn làm cấu hình này thì có thể qua bên độ xe. Thì cái gói mà nhẹ tiền bên độ xe Việt Nam mình làm là cái gói là 3.8 triệu. Còn cái chủ xe này là làm cái gói 6.4 triệu nha. Thì tùy theo cấu hình mình sẽ làm cho anh em. Cái lại đồ đạc anh em còn ngon thì mình sẽ giữ lại mình xài. Cái nào mà xuống cấp thì mình báo anh em để thay. Rồi, mình chào anh em. Mình sẽ test thử cái bài bô xăng lửa dành cho Edge 135 năm số nha. Mình chạy vậy và dòng cho anh em tham khảo nha. Và bóc video. Quá đã luôn. À, anh em muốn bài bô xăng lửa thì có thể tham khảo nha. Full cấu hình mình làm rồi độ thái cho anh em luôn. Kéo. Kéo thử nha. Bóc cho anh em luôn ha. Đã số là lên liền nha. Đó, quá ngọt cho anh em luôn.